xin các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Mi. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để chà gót chân ở nhà nhé. Video này mình sẽ quay một cách chân thực nhất là mình sẽ chà gót cho bạn của mình ở nhà mình nha. Đầu tiên thì mọi người sẽ ngâm chân cho mình từ 10 cho đến 15 phút. Có thể ngâm bằng nước ấm để tăng cái hiệu quả cũng như cái thời gian làm mềm gót nó sẽ nhanh chóng hơn nha. Sau khi mà đã ngâm xong thì mình sẽ lau khô chân và sử dụng cái xịt dưỡng mềm gót nếu như mọi người có nhé. Cái xịt mềm dưỡng gót này thì nó dành riêng cho gót chân luôn. Nó hỗ trợ đẩy da chết này, làm mềm da cũng như là làm hồng hào gót chân nhé mọi người. Mọi người có thể liên hệ theo thông tin bên dưới để mua cái chai này nha. Giá thành của nó rất là rẻ thôi và nó là dạng xịt cho nên là dùng cũng rất là lâu nha mọi người. Mình xịt vào gót chân những cái chỗ mà có da sần và cần để chà ấy. Mình xịt vào và để nó khô tự nhiên khoảng 5 đến 10 phút. Mình cứ để chân như vậy để cho nó tự khô hoặc là có thể thốc gió quạt vào để cho nó khô nhanh hơn nha. Có thể kết hợp với những cái động tác vỗ vào gót chân như thế này như mình đang làm để cho nó ngấm vào hơn, hoặc mọi người có thể để yên để cho nó tự khô cũng như là tự ngấm vào nhá. Mình không cần ủ hay là dùng màng bọc thực phẩm gì cả. Và cái xịt dưỡng mềm gót trước khi chà này mình sẽ thay thế luôn cả kem bôi dưỡng sau khi chà luôn, bởi vì mình đã thử nghiệm rồi. Cái máy chà gót thì mình sẽ cắm điện lên như bình thường và bật lên là chà thôi nha. Nó có nhiều chế độ, mọi người có thể chọn cái nấc mạnh cho đến nhẹ tùy vào cái da chân của mình nhá. Tuy nhiên là trong cái video này đây là nấc mạnh nhất của mình. Cái máy này được thiết kế cái tốc độ khỏe nhất nhưng nó vẫn sẽ đảm bảo cái độ an toàn cho da chân cũng như là da tay của mình, không gây cái hiện tượng là quá là đau rát hay là chảy máu. Mình chà cho bạn mình hoàn toàn không hề đau một tí nào, thậm chí là trên chân mình hay là trên cái phần khuỷu tay mình cũng có thể chà bằng cái máy này mà không hề gây đau rát cũng như là chảy máu nha mọi người. Nói chung là cái hãng máy nó đã thiết kế cái độ xoay hợp lý nhất để cho mình cái hiệu quả nhất định mà không hề ảnh hưởng hay gây nguy hiểm cho cái cơ thể của mình nha mọi người. Nên là rất nhiều câu hỏi đặt ra là có đau không, có như cái máy mài tay không, có bị chảy máu không ấy, thì hoàn toàn là không bị làm sao nha mọi người ơi. Và cái máy của mình đang sử dụng đây, mọi người nên tìm mua những cái máy chính hãng loại 1 thì nó sẽ ra được da chết tốt hơn, vì có rất nhiều loại máy giá rẻ nhưng mà tuy nhiên là cái chất lượng khi sử dụng ấy mà mình chà ấy, nó không hề ra da chết một tí nào đâu mọi người ạ. Không phải là do kỹ thuật hay là gì đâu, bởi vì mình dùng cái máy chà gót chân này, cái kỹ thuật vô cùng đơn giản là mình sẽ chỉ cần cắm máy và bật máy lên và mình xoay vòng tròn theo cái đường chân của mình ngược lại với cái chiều máy xoay thôi. Hoặc mọi người có thể giữ nguyên như trong video Mi đang chà đây, mình có làm hai kiểu, một là xoay tròn và hai là giữ nguyên máy, thì nó vẫn đều ra da chết như là bình thường nha. Có nghĩa là cái kỹ thuật nó không hề đòi hỏi mọi người là quá là cao siêu hay như nào để chà được da chân cả, mà mình chỉ cần bật máy lên và chà thôi. Ngoài ra thì mình cần ngâm đủ cho cái chân của mình nó mềm hẳn ra nhá. Cái da gót chân của mình nó mềm hẳn ra thì nó sẽ chà được hiệu quả hơn. Tùy vào cái gót chân của mọi người có nhiều da chết hay là có da có dày hay không mà cái thời gian ngâm khác nhau, thì mọi người có thể nghe được khoảng 3, 4, 5 bài nhạc, đấy là tùy nhá. Khi ngâm thì mọi người có thể kết hợp với những cái loại ngâm hương liệu như kiểu là các cái gói thuốc bắc ngâm chân này, hay là vài lát gừng, hay là ngâm với muối cũng rất hỗ trợ đẩy tuần hoàn máu cũng như là tốt cho sức khỏe nhá. Video này thì mình hướng dẫn mọi người cách chà tại nhà cũng như là tự chà hoặc là chà cho người thân ở mình tại nhà ấy. Nó vô cùng đơn giản thôi, ai cũng có thể làm được. Nó không quá là cần cái kỹ thuật gì đấy cao siêu ở trong làm nail cả. Nên đây là một cái video mình chia sẻ một cách cận cảnh nhất khi mà mình làm tại nhà như nào nha. Bản thân gót chân của mình ý thì cũng không quá chai sần, tuy nhiên là mình đi bộ khá là nhiều và mình tập thể dục nữa, nên là mình vẫn có những cái lớp sừng và lớp chai nó mọc ở bên dưới chân. Một tháng đến 2 tháng mình sẽ chà gót chân một lần và mình duy trì cái việc đấy trong vòng 1-2 năm rồi, và mình thấy là cái hiệu quả là nó mang lại là cái gót chân của mình mềm mịn hơn, hồng hào hơn rất là nhiều so với hồi trước đây nha. Mọi người cũng có thể mua máy về và tự làm tại nhà nhá. Và cái máy này thì dùng vô cùng bền nếu như mọi người biết cách sử dụng. Mình dùng mình không đánh rơi nó, mình không kéo căng cái phần dây hay mình gập mạnh cái phần dây. Dùng xong mình sẽ tháo hết ra và mình cất lại vào hộp như bình thường thôi, thì máy nó sẽ rất là bền nha mọi người. Đồ điện tử mà, cho nên là bền hay không, hiệu quả hay không cũng là do bản thân mình dùng nữa. Ngoài ra thì mình cũng sẽ tìm những cái địa chỉ uy tín để mình mua những cái máy chà gót chất lượng để về cho mình cái kết quả đúng nhất nha. Kỹ thuật chà gót chân thì đấy, mọi người có thể giữ nguyên cái máy hoặc xoay tròn như này để đẩy da chết này.
cũng như là massage cái da chân của mình ấy. Cái máy này nó xoay, cái độ xoay của nó không quá là mạnh đâu, cho nên là cái cảm giác chỉ như là mình đang sử dụng cái máy massage để áp lên người mình thôi. Mình có thể kết hợp những cái động tác xoay tròn hoặc giữ nguyên hoặc là ấn nhẹ để vừa trà gót và vừa massage thư giãn gót chân sau một ngày dài đi làm về mệt mỏi nhá. Cái trà gót chân này thì mình cần phải làm nó lâu dài, bởi vì cái da chết ấy thì nó vẫn lên hàng ngày hàng giờ, cũng như kiểu da chết ở body mọi người á, cần được chăm sóc loại bỏ thì nó mới có thể mềm mịn được. Cho nên là mọi người có thể dùng 1 tháng một lần. Càng về sau cái thời gian trà nó sẽ càng giãn cách ra, bởi cái da chết nó sẽ càng ngày càng lên ít đi và gót chân của mình nó cũng mềm mịn hơn nhá. Tuy nhiên là cá nhân mình thấy là cái việc trà gót chân này nó sẽ phải duy trì rất là lâu dài, coi như là một phần để chăm sóc cơ thể của mình, như cái việc mình tẩy da chết body hay tẩy da chết mặt vậy. Ok, sau khi Bi đã trà xong một chân thì đây là cái hiệu quả mà nó mang lại nhá. Bên này là gót chân chưa trà của bạn mình này, nó vẫn có cái lứt nẻ nhá. Và bên mình trà rồi thì đã mất cái lớp đấy rồi và rất là mềm mịn nha. Mình phải sờ bên ngoài mình mới cảm nhận được cái độ mềm mịn như vậy. Mình quay lên trên video nó không rõ được mấy. Ok, video ngày hôm nay chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình đã chia sẻ những cái kiến thức về trà gót chân cơ bản cho mọi người rồi, mà ngay cả những cái bạn không làm nail hay chỉ mua về để xài cá nhân ở nhà cũng làm được nhá. Hy vọng video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho mọi người nha. Để mua đồ nail chất lượng thì mọi người có thể liên hệ theo thông tin chạy bên dưới video nhé. Đừng quên để lại một like cũng như một đăng ký theo dõi kênh, ủng hộ mình ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.